gãy cái kẹp tóc của mình rồi, bắt đền bạn đó. Thì tại cái kẹp dởm chứ bộ. Còn dám nói như vậy nữa hả? Có biết mình quý cái kẹp này lắm không? Chứ không đúng hả? Mình thấy sao nó vậy thôi. Không chơi với đốm nữa đâu, ba xì. Không chơi thì thôi. Không chơi thì tôi chơi với chơi với mình tôi. Bác gái bực mình rồi. Kỳ này ruột xanh tiêu chắc. Ủa, rùa xanh nói gì mà bác không những không la mắng rồi còn vui vẻ cho rùa xanh trái cây nữa. Lạ thiệt chứ. Rùa xanh, rùa xanh. À, đớp, đi đâu có một mình vậy? Ăn trái cây không? Ăn. Ủa, hồi nãy mình thấy bác gấu giận lắm mà. Rùa xanh nói gì mà bác lại vui vẻ với bạn vậy? Biết bệnh, mình có câu từ trước mà. Ê, tay to kìa, để mình kêu bạn đó. Thôi đừng kêu. Ủa, sao vậy? Nãy, mình lỡ làm hư món đồ chơi yêu thích của tay to. Mình sợ tay to giận nên đổi thừa tại cái kẹp của bạn nó giỡn. À dè, tay to giận giận mình. Mình biết mình có lỗi rồi. Bạn có muốn xin lỗi tay to không? Tay to giận rồi, không có nghe mình nói nữa đâu. Phải thử mới biết chứ. Tay to, mình thật sự không có cố ý làm hư kẹp của bạn. Mình biết đó là lỗi của mình. Mình xin lỗi bạn. Ừ, tha lỗi cho bạn đó. Thiệt hả? Sao tay to nói quý món đồ lắm hả? Món đồ chơi đó mình quý, nhưng mà đốm nó xin lỗi mình rồi, đốm cũng đâu có cố ý đâu, nên mình không giận đốm nữa. Mẹ mình có nấu đồ ăn ngon lắm đó, chiều đốm với rùa xanh qua nhà mình ăn nha. Thôi mình về đây, bye bye. Thấy thần chú hay chưa? Ý của bạn, thần chú chính là lời xin lỗi hả? Đúng vậy, thần chú đó chính là cảm ơn và xin lỗi. Mỗi khi ai đó làm một điều gì cho mình, hãy bày tỏ bằng cách cảm ơn. Còn nếu như mình làm gì có lỗi với ai đó, phải mạnh dạn xin lỗi ngay. Nếu như mình có lỗi mà mình giận lỗi, thì đâu có ai nỡ giận mình thêm đâu. Đúng không nè? À, mình hiểu rồi. Giống như lúc nãy, bạn đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi ngay, nên bác gấu không giận bạn nữa. Và khi bác gấu cho bạn trái táo, bạn cảm ơn, nên bác cho bạn thêm một trái nữa. Đúng rồi. Mình hiểu rồi. Cảm ơn rùa xanh nha. Câu thần chú của bạn thật là hiệu nghiệm quá.